tại sao người Hoa lại không thể thao túng được Việt Nam? Hiện nay, có rất nhiều quốc gia tại Đông Nam Á đang nằm dưới sự chi phối của người Hoa. Được biết thì có tới 80% dân số của Singapore là người Hoa. Rất nhiều chính khách tại Thái Lan cũng đều là người gốc Hoa. Người Hoa còn có sức ảnh hưởng không nhỏ lên các nước khác tại Đông Nam Á. Tuy nhiên thì trừ Việt Nam ra, Việt Nam của chúng ta là quốc gia Đông Nam Á duy nhất mà người Hoa không nắm được quyền lực về kinh tế cũng như là chính trị. Còn nhớ thì vào năm 1956, chính quyền miền Nam Việt Nam đã đưa ra chính sách buộc tất cả người Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam, dẫn đến làn sóng phản đối dữ dội của các Hoa Kiều. Lúc này thì họ đã đứng ra biểu tình và nhất loạt ngừng tất cả các hoạt động kinh doanh, khiến cho nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa gần như là sụp đổ, khiến cho chính quyền miền Nam khi đó buộc phải nhượng bộ. Tuy nhiên thì sau năm 1975, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đưa ra biện pháp cứng rắn là quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của người Hoa, dẫn đến số người Hoa tại Việt Nam giảm mạnh. Thế nhưng mà giờ đây thì người gốc